Mở đầu tập phim là khung cảnh các thành viên Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt Đế quốc đang thảo luận. Thám tử phía bọn họ đã điều tra ra được những người đến tham gia. Chỉ riêng Hoắc Vũ Hậu là trừ cái tên ra thì không có gì cả. Dựa vào phân tích trận đấu, bọn họ đoán ra được rằng cậu ta sở hữu vũ hồn thuộc tính bằng phẩm chất rất cao, đồng thời còn cho rằng cậu có song sinh vũ hồn. Tuổi tác còn trẻ như vậy, hồn lực tối đa cũng chỉ 40 cấp mà thôi, không thể nào là hơn 60 cấp như đã thi triển. Tiếu Hồng Trần vẫn không lo lắng, dù tiểu tử đó là song sinh vũ hồn thì gã cũng là hồn đạo sư song tu. Gã tin rằng mình vẫn vượt trội hơn tất cả. Học viện của bọn họ đã bị xử lý khắc áp chế hơn 3.000 năm rồi. Bây giờ chính là cơ hội để lật kèo. Về phía xử lý khắc, dự định của Chu Y là để cho Từ Tam Thạch dùng chiêu hoán đổi vị trí với đội trưởng phe địch. Từ đó, 6 thành viên sẽ cùng nhau đánh úp một mình gã ta. Phải giải quyết người có tư chất mạnh nhất của đối thủ thì mới có cơ hội chiến thắng. Rất tiếc là ý đồ này đã không thực hiện được, bởi vì tiền đề của chiến thuật này là rút thăm được đánh theo đội. Nhưng kết quả trận rút thăm lại là đấu đơn 2-2-3. Đây là bất lợi nhất dành cho phía xử lề khắc. Ưu thế lớn nhất của đối thủ là có 3 hồn sư trên 50 cấp. Chắc chắn mỗi hiệp sẽ phái ra một hồn vương tọa chấn. Như vậy sẽ áp chế hoàn toàn xử lề khắc. Chú ý lên tiếng trấn an mọi người, bối bối cũng khích lệ tinh thần. Nếu không đánh mà đã từ bỏ thì làm sao xứng với danh hiệu xử lề khắc thất quái được cơ chứ? Hai người đầu tiên là Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam ra đấu trận đầu. Phe đối thủ cũng là một nam một nữ. Nữ tên là Vũ Mộng Địch, chiến hồn sư hệ cường công 53 cấp. Nam tên là Dương Nhất Phàm, hồn sư hệ mẫn công. Vừa mới bắt đầu, Vũ Mộng Địch đã bạo phát hồn hoàn. Không ngờ vũ hồn của cô gái này lại là thiên sứ sáu cánh, còn là tiên thiên mãn hồn lực nữa chứ. Sức mạnh không thể khinh thường. Hai bên nhanh chóng lao vào tấn công. Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch kết hợp với nhau vô cùng ăn ý. Nữ tử phe địch tấn công dồn dập, còn nam tử thì lại thừa cơ ám sát. Từ Tam Thạch sử dụng chiêu hoán đổi vị trí với bọn họ nhưng không thành công. Dưới sự tấn công dồn dập, Giang Nam Nam đã bị trọng thương, Từ Tam Thạch cũng bị cầm chân lại, hoàn toàn không có cơ hội đến giải cứu. Nhìn thấy Giang Nam Nam bị thương, Từ Tam Thạch phẫn nộ gào thét, toàn thân toát ra khí tức khủng khiếp, hóa ra là thức tỉnh huyết mạch. Theo chú ý biết thì vũ hồn huyền minh quy của hắn phải thông qua một loại nghi thức nào đó để thức tỉnh. Trong 7 người ở đây, nếu có thể so sánh về cực hạn vũ hồn với Hoắc Vũ Hậu thì cũng chỉ có Từ Tam Thạch. Hắn ta trở nên điên cuồng, sức mạnh và lực phòng ngự đã tăng lên một tầm cao mới. Có thể thi triển từ xa. Dương Nhất Phàm lao tới tấn công Giang Nam Nam, nhưng Từ Tam Thạch đã dựng ra 3 tấm khiên bao bọc. Tấm khiên còn có thể phản công lực chấn động đánh bay đối thủ về sau nằm bất tỉnh. Vũ Mộng Địch cũng cầm kiếm chém về phía nàng ta nhưng lại bị một con thần thú ngăn cản. Điều này tượng trưng rằng huyết mạch của Từ Tam Thạch chính là huyết mạch thần thú. Vũ Mộng Địch lần nữa lao tới tấn công Giang Nam Nam. Rất may là có sự nhắc nhở nên nàng ta mới tránh né kịp thời. Giang Nam Nam đã bị thương nặng, Từ Tam Thạch phải lao tới giúp nàng ta ngăn cản. Tuy sức chiến đấu của vũ hồn huyền minh quy bộc phát ra rất cường hãn, nhưng đối thủ lại có vũ hồn thiên sứ sáu cánh, lại mạnh hơn tận 10 cấp hồn lực. Dù lấy một địch hai thì vẫn có rất nhiều lợi thế. Vũ Mộng Địch bắt đầu thi triển hồn kỹ, thân ảnh thiên sứ thần xuất hiện phía sau lưng, uy thế vô cùng khủng khiếp. Đây chính là chiêu mạnh nhất. Từ Tam Thạch quyết tâm đến cùng, hắn chỉ có thể ngăn cản được 3 giây. Trong thời gian đó phải xem vào Giang Nam Nam rồi. Hắn ngưng tụ ra một cái lá chắn đối đầu với một kích khủng khiếp của đối thủ. Chiêu thức hai bên va chạm nhau tạo thành một vụ nổ lớn. Giang Nam Nam thuấn di đến phía trước, đồng thời sử dụng chiêu vô địch kim thân để vòng xa phía sau, rồi đánh úp Vũ Mộng Địch khiến cô ta ngã xuống. Phe ta bị đánh cho bầm dập vẫn còn sức đứng dậy chiến đấu. Phe địch chỉ cần ăn một đòn, liền nằm ngã xuống. Thế là chiến thắng thuộc về phía học viện xử lề khắc. Giành được một chiến thắng có nghĩa rằng bọn họ sẽ có quyền chủ động. Trận thứ hai do Thái Đầu và Tiêu Tiêu ra sân. Phe đối thủ vẫn cử ra một tên hồn vương 50 cấp ra sân, còn tên đội trưởng thì được giữ lại để đấu vòng cuối cùng. So về hồn lực thì phe chính thiên học viện có phần nhỉnh hơn một chút. Vậy nhưng phía xử lề khắc lại có Thái Đầu là hồn đạo sư chuyên về hồn đạo khí. Món đồ được hắn đem ra sân là một cái vali. Vali nhanh chóng khởi động. Các bộ phận nhanh chóng lắp ráp lại thành một khẩu pháo. Đây chính là siêu tụ hồn đạo pháo. Lão sư của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia nhìn thấy khẩu pháo này cũng kinh ngạc. Nó chính là vũ khí công kích mạnh nhất của hồn đạo sư đơn bình. Hồn lực cuồn cuộn tuôn vào bên trong khẩu pháo rồi chuẩn bị bắn. Nhưng trước khi được chứng kiến uy lực khủng khiếp của thứ vũ khí này thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!